Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Ngọc Đức, 29 tuổi, ngụ thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều ngày 23 tháng 5, Đức điện thoại cho anh Nguyễn Đình Long, 20 tuổi, ngụ huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông và thuê anh Long lái xe ô tô đưa mình lên thành phố Buôn Ma Thuột lo công việc trong 3 ngày với giá 3 triệu đồng. Sau đó, anh Long đồng ý và điều khiển xe ô tô đến đón Đức cùng 3 người bạn của Đức lên thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, Đức thuê phòng khách sạn cho mọi người nghỉ lại. Đến khoảng 15 giờ ngày hôm sau, Đức hỏi mượn xe ô tô của anh Long đi giải quyết việc riêng. Vì tin tưởng nên anh Long đồng ý và giao chìa khóa cho Đức. Tuy nhiên, sau khi lái xe ô tô ra khỏi khách sạn, Đức đã liên lạc với Lê Đình Lộc, 28 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, cầm cố lấy 150 triệu đồng. Có được tiền, Đức mang đi mua ma túy sử dụng và trả nợ cá nhân, rồi bỏ trốn sang thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận mình đã có một tiền án 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản và nghiện ma túy từ nhiều năm nay. Hiện công an thành phố Buôn Ma Thuột đã truy thu chiếc xe ô tô trả lại cho bị hại và qua định giá, chiếc xe trên có giá trị 460 triệu đồng.